có sân để xe này, đây là sân để xe rộng này. Đấy, sân để xe này, ô tô đỗ trước cửa này, đi vào. Và đây là tầng 1 này, rất là sạch sẽ sang. Sai luôn này. Đây là tầng 2 này, một phòng rất là rộng. Đấy, anh đang rồi. Và chào chào, trong này là nhà vệ sinh đúng không vệ sinh. Vâng. Rộng quá anh, để một phòng siêu rộng luôn đúng không? Thế cái để ở trong ngoài kia có ban công đúng không anh? Có ban công. Vâng. Em nhìn em cũng đoán được mà có ban công. Đúng là ngày xưa thiết kế kiểu phong cách ở là không gian nó thoáng đấy. Từ cầu thang phòng để rộng. Vâng, tầng 3 là một phòng này. Tầng 3 trước là nhà 2 phòng 1 nhà vệ sinh. Rộng thoáng. Được cái nhà anh là ngày xưa thiết kế đóng hết theo liền tường luôn này nhỉ? Liền tường luôn. Các thứ thiết kế thì nhìn nó gọn phòng, đồ rộng, ban Sáng, công ban công mình chặt và này cho nó nắng hợp lý, nhìn nó hướng tây. Tiếp tục đi lên tầng 1, tầng 2 thôi. Đây là tầng, tầng 4 đúng không anh? Tầng 4. Là tầng 4. Cung điện tầng 4 là chắc giống tầng 3. Vâng, chị cho em ngó qua nhạc tí. Cũng thế. Vâng, cũng giống tầng dậy. Vệ sinh. Đây, tầng trên cùng. Sân phơi rộng rãi. À đây phòng sẽ còn thả ra thủ công thổ địa thôi. Và ngồi sân này đẹp quá nhỉ. Tối ưu khá đẹp. Có anh có làm bóng điện ngoài này không? Không. Trước anh làm gì khi